Xin chào. Chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của Duy Lê. Đã có một lời hứa được đặt ra bởi tôi. Tôi sẽ review kênh của các bạn khi tôi đạt đủ 10.000 người đăng ký. Yep, 10.000 người đăng ký. Tôi đã bắt đầu có một sự ảnh hưởng nhất định. Và tôi đồng cảm với các bạn YouTubers mới làm rất là nhiều. Khi có nhiều bạn, tôi thấy content rất hay nhưng lại không nhận được cái sự quan tâm đúng mực. Thực sự là không thể trách ai cả khi những gì các bạn bắt đầu đó là từ con số 0. Và thời điểm các bạn đang làm, YouTube đã có sự cạnh tranh rất là khốc liệt rồi. Tôi hiểu nỗi khổ của các bạn. Và nhân dịp được 10.000 người đăng ký, tôi sẽ giúp các bạn bằng những cái gì tôi có thể. Hãy coi đây là một video tri ân của tôi nhá. Đau đầu hoa mắt chóng mặt giảm trí nhớ, group Facebook này là những gì mà bạn cần? Hoặc là không? Giải trí sau những ngày học căng thẳng và bị thầy cô giáo bạo hành trên lớp bằng một đống meme mà không hề bị ăn cắp về. Quality. Khởi nghiệp YouTube và không biết nơi nào để có thể kiếm fame. Từ ngày vào trong group, tôi to hẳn lên. Quay. Ngu. Không làm nhưng mà lại đòi có ăn. Ăn đầu buổi. Chờ đợi gì nữa? Tham gia ngay hôm nay. Link mình sẽ để dưới phần miêu tả. Ok. Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau và một ngày em biết tôn trọng những gì mình làm nhá. Robo bitch. Lực lậu. Thăm ngàn. เก็บเงินผ่องใสเมียรักอบอุ่นไม่ป่วยรวยปัญญาพัฒนาฉลาดชาติเจริญไปถึงไหนโอ้ยตัวจะไปดีส่วนเลยเรียกงูว่าตัวตันไก่ช่วยแง้มแซมบาร์แล้วสุดโทเรียวตันไก่กว่าแฮลไทเกอร์หมดอันจางไตโตชิมแดน Anh biết em còn bé nhưng anh sẽ phải nhận xét rằng nếu thực sự em muốn mọi người quan tâm đến video của em thì em phải quan tâm về nó trước. Và trích lại lời của Dương 404 đã từng nói: nếu bạn là một đứa con nít thì tốt nhất đừng lộ tuổi và lộ giọng nói của bạn ra. Họ sẽ không cần quan tâm tới nội dung video của bạn. Không ai muốn nghe giọng nhéo nhéo của bạn đâu. Từ từ, nhớ đăng ký kênh nhá. Và chúc các bạn có một ngày mùa 2.